chương 801, ngươi không nên kêu tên của ta. Quỷ hồn nổ tung lân hỏa, không đợi từ chúng ta trước mắt tan đi, khi đạo nhân ảnh liền nhằm phía đối diện đầu hồi. Trong tay ta song đao, Diệp Dương trong tay lãnh diễm, như bóng với hình đuổi sát đối phương bổ về phía mặt tường, nửa bên đầu hồi nháy mắt tạc nứt, khi đạo nhân ảnh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dùng tay phiến khai đầy trời loạn vũ bụi mù, mới thấy kia mặt tường sau hợp với một cái quanh co khúc khuỷu, thông hướng thị trấn ở ngoài thổ nói. Ta cấp Diệp Dương, Lâm Chiếu đánh cái thủ thế, nhấc chân hướng cái kia trên đường đi rồi vài bước, xa xa thấy được đường đất cuối một mảnh như là bị lửa đốt quá đất hoang. Ta từ trên mặt đất nắm lên một phen thổ nói, nơi này tao quá lôi hỏa, có thuật sĩ đã tới. Lâm Chiếu bỗng nhiên nói, ngươi đừng đi phía trước đi, quỷ quan môn đệ tử đã tới. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn nhìn ai đến quá nơi này. Lâm Chiếu đi phía trước đi rồi hai bước, từ trên người rút ra chủy thủ, cắt vỡ chính mình thủ đoạn, đem huyết tích hướng về phía mặt đất, huyết châu rơi xuống đất, lập tức nhấc lên một mảnh hồng quang. Lâm chiếu kích trên mặt đất huyết châu rõ ràng không có nhiều ít, lại ở nàng dưới chân ngưng tụ ra một khối tràn đầy máu tươi vũng nước. Khi hẳn là quỷ quan môn tìm kiếm đồng bạn bí thuật, cũng không phải chân chính máu tươi. Ta nhìn về phía lâm chiếu khi, trên mặt đất máu tươi đã chính mình lưu động lên, ngay từ đầu, huyết lưu còn chỉ là như vậy bàn tay thô một cổ, một lát sau liền phân thành mấy xoa hướng bất đồng phương hướng lan tràn mà đi. Trên mặt đất huyết lưu hình như là ở vẽ tranh. Không đến một lát sau, trên mặt đất máu tươi liền phát họa ra một đạo hình người hình dáng. Lại qua một lát, trên mặt đất huyết họa liền bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng vết máu thượng họa ra tới rõ ràng chính là một nữ nhân màu đỏ đường cong màu đen đất khô càng phối hợp một chỗ làm người nhìn đến chính là một cái ăn mặc huyết hồng áo cưới hai chân bình thẳng cánh tay bình phóng bên cạnh người nằm ở trong quan tài nữ nhân ta lúc này mới chú ý tới kia phiến như là bị lôi hỏa đập quá mặt đất vừa lúc là chỉnh tề hình chữ nhật này khối địa chính là quan tài quỷ quan môn đệ tử ở chỗ này tán đi xuống chính là ai lâm chiếu vừa rồi nói hắc kiệu nâng thi thời điểm liền hoài nghi đón dâu người có nàng đồng môn. Nếu trên mặt đất huyết hỏa phát hỏa ra tới chính là lúc trước bị vùi vào trong đất nữ nhân, khi nữ nhân này ít nhất cũng đến có 4 mét chiều cao, đó là người sao? Cái này ý niệm vừa mới từ ta trong đầu xẹt qua, ta liền thấy kia phó huyết hỏa thượng hai vai, hai chân, thủ đoạn, cổ chân này tám địa phương bùng đất chậm rãi chìm đi xuống, ở dây lát chi gian lộ ra tám lỗ thủng. Lòng ta không khỏi hơi hơi trầm xuống, những cái đó lỗ thủng là cái đinh lưu lại khổng, lúc trước nữ nhân là bị đinh ở trong quan tài. Lâm Chiếu giống như cũng nghĩ đến cái gì, hô hấp hơi hơi dồn dập, cử ở không trung cánh tay cũng khống chế không được run rẩy lên. Ta mắt thấy Lâm Chiếu muốn đi phía trước đi, một bước lẻn đến Lâm Chiếu phía sau, giơ tay ngăn chặn đối phương đầu vai, đừng nhúc nhích. Ta tiếng nói vừa dứt, Lâm Chiếu liền xoay người lại, hai mắt trung đồng tử đã buông ra một nửa, trên mặt tử khí, ta không cần đi mở to quỷ mắt cũng có thể xem đến rõ ràng. Lâm Chiếu trạm vị trí không đúng, nàng đạp lên nữ thi trên ngực, đối phương thông qua Lâm Chiếu hai chân đem cái chết khí đưa vào Lâm Chiếu trong cơ thể, không cắt đứt lâm chiếu trên người tử khí, nàng thật đến chết ở ta trước mặt. Ta hoành ra một chân quét về phía lâm chiếu hai chân, thừa dịp lâm chiếu bị hoành ở giữa không trung thời điểm bắt được đối phương tay phải, dịp dương tùy theo tiến lên một bước, chế trụ lâm chiếu một chân mắt cá, cùng ta một khối đem nàng cấp đề ở không trung. Lâm chiếu trong miệng truyền đến một tiếng bén nhọn cười lạnh, ngươi kêu không kêu ta a? À. Ta nghiêng đầu chi gian, thấy lâm chiếu lại lần nữa thay đổi bộ dáng, phím sâu kính lục quan mắt nhân đã xúc thành châm chọc đại một chút, trong miệng cũng lộ ra hai bài răng nanh giống nhau răng nanh trên mặt đất nữ nhân kia liền tránh ở lâm chiếu trong cơ thể, ta không nghĩ phóng nàng lời nói, chỉ cần hợp với lâm chiếu một khối chôn, nữ nhân kia là có thể một lần nữa quy vị. Ta tưởng cứu lâm chiếu phải kêu tên nàng. Nàng là đang ép ta lựa chọn. Ta cùng Diệp Dương đối diện dưới, đem người hướng trên người hắn ném qua đi, Diệp Dương khiên lên lâm chiếu liên tiếp lui ba bước, ta lại tại chỗ gầm lên ra tiếng, đào hoa. Ngay sau đó gian, ta liền nghe thấy có người sâu kín nói, ngươi không nên kêu tên của ta. Không ai ở chỗ này kêu ta, ta liền vẫn luôn ra không được ngươi thả ta ta là nên tạ ngươi hay là nên giết ngươi đâu ta xoay người lúc sau mới phát hiện người nói chuyện là lâm chiếu khẩn nhìn chằm chằm lâm chiếu hai mắt nói ngươi không phải đào hoa động thủ nếu cái này quỷ hồn là có thể uy hiếp nhị lâm trấn đào hoa nàng căn bản không có tất yếu bám vào người lâm chiếu càng không cần phải ở ta sau lưng giả thần giả quỷ có người muốn lợi dụng ta đem chân chính đào hoa dẫn ra tới ta vừa dứt lời diệp dương đôi tay bắt lấy lâm chiếu bên hông như là chọc gậy gỗ giống nhau đem lâm chiếu cấp đứng ở trên mặt đất. Diệp Dương không đợi lâm chiếu lại động, liền song trưởng đều xuất hiện phách về phía lâm chiếu sau lưng. Diệp Dương song trưởng chân khí chấn động dưới, lâm chiếu trên người trồi lên một đạo huyết sắc bóng người, lão đảo vài bước lúc sau, mới đứng ở ta cùng Diệp Dương trung gian. Đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới, chúng ta còn có thể đem nàng từ lâm chiếu trong cơ thể cấp chấn ra tới, lập tức ngốc tại đương trường. Ta truy hồn tác, Diệp Dương du hồn ti, trước sau bắn ra ở trên người nàng liên tục cuốn quanh vài vòng, trước sau vừa thu lại, sinh sôi đem đối phương lạc tại chỗ. Ta trầm giọng nói, ngươi không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nói không được lời nói. Lâm Chiếu đứng lên, đây là một con bị cắt đầu lưỡi yêu hồn, cái gì đều nói không nên lời. Ta đem quan tài đào ra, nhìn xem bên trong cất giấu cái gì. Chương 802, Trấn Đông Trấn Tây Lâm Chiếu lấy ra công binh sạn trên mặt đất đào lên, quỷ quan môn có một loại bí thuật kêu xã thân quan, cũng chính là ở không có bất luận cái gì quan tài nhưng dùng thời điểm, thuật sĩ sẽ đem chính mình làm thành quan tài thuật sĩ làm tà hồn chui vào chính mình trong cơ thể sau đó liền chính mình cùng nhau mai táng cái này quỷ quan trước cửa bối chính là dùng xả thân quan trên mặt đất kia đồ hình kỳ thật chính là nàng chính mình ta vừa rồi là dùng bí pháp trước đem tà hồn dẫn tới trên người mình chỉ có tà hồn ly thể vị kia tiền bối mới có thể có thể giải thoát ta mới có thể thuận lợi tìm được nàng lưu lại manh mối ta nhìn về phía diệp dương nói ngươi như thế nào biết chó con đang làm gì Diệp Dương dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó chỉ chỉ đầu mình. Hắn là nói ta không đầu óc. Điên rồi. Chính hắn mới không đầu óc hảo đi. Nếu là không có ta, hắn đã sớm làm người làm thành cẩu gia đệm giường, còn dám nói ta không đầu óc. Hiện tại còn không phải cùng hắn so đo thời điểm, ta cũng chỉ có thể nhìn Lâm Chiếu vào trên mặt đất đào hố. Không bao lâu, Lâm Chiếu liền ở huyết hình ảnh khổng vị trí thượng đào đi xuống một thước lúc sau, hố đất liền lộ ra một trương trắng nõn người mặt năm đó bị vùi vào trong đất quỷ quan môn đệ tử, xác chết còn không có hư thối, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, nhiều năm trôi qua còn có thể thấy rõ nàng bộ dáng, đáng tiếc kia dịu dàng khả nhân, làm người thương tiếc gương mặt thượng đã không có sinh khí. Lâm Chiếu thở dài nói, thật tốt tuổi tác, nhiều xinh đẹp sư tỷ. Quỷ quan môn người, cuối cùng đều phải trở thành một ngụm quan tài. Ta bái nhất bái ngươi đi. Lâm Chiếu hướng kia thi thể thượng đã lạy đi khi, trong hầm nữ thi bỗng nhiên mở hai mắt, mờ nhạt trong mắt giữa hai mắt lãnh lệ, dựng ngược dựng lên lâm chiếu lại bởi vì cúi đầu hạ bái không nhìn thấy gần trong gan tất nguy hiểm ta lại thừa dịp đối phương cúi đầu nháy mắt bỗng nhiên ra tay bắt được nàng cổ áo đem người tấp túng bay đi ra ngoài dịp dương cùng lâm chiếu sai thân chi gian trường kiếm về phía trước khơi màu thẳng điểm nữ thi giữa mày dịp dương kiếm phong chưa tới nữ thi đầu người bỗng nhiên nâng lên vài thước từ thi thể cổ phía dưới lộ ra tới lại không phải nhân thể mà là một đoạn thân trắng lãnh diễm mũi kiếm vừa vặn chống lại xà cổ phía dưới hoành lân kiếm phong đâm vào da trắng một tấc kiếm mang phát ra mà ra thẳng vào xà thể quái xà ăn đau dưới bỗng nhiên thượng thoáng vài thước diệp dương kiếm phong từ nó cổ tiếp theo thẳng hoa hướng bụng màu đen xà huyết cũng đi theo phun trào mà ra cùng lúc đó bị chúng ta vây khốn kia nói quỷ hồn cũng ở một cái chớp mắt chi gian bành trướng vài lần chờ ta cảm giác được truy hồn tác phát ra tiếng vang khi khi nói quỷ hồn đã đạt tới nổ mạnh bên cạnh không tốt ta gấp giọng nói dùng cương khí hộ thể mau diệp dương rút kiếm mau lui chi gian ta xoay người đem lâm chiếu trắng sau lưng diệp dương lùi lại một bước cùng lâm chiếu lưng tựa lưng dáng ở cùng nhau chúng ta hai người hộ thể cương khí đồng thời ngoại phóng chi gian trước người phía sau chẳng phân biệt trước sau tuôn ra hai tiếng vang lớn ta dùng đôi tay che chở gương mặt khoảnh khắc chi gian cuồn cuộn âm khí một trước một sau hoành đẩy tới hai cổ kình khí lấy chúng ta ba cái vì trung tâm ầm ầm chạm vào nhau chi gian ta chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen cả người khống chế không được sau này thối lui ta cùng diệp dương hộ thể cương khí tuy nói không đạt được đau thương bất nhập trình độ nhưng cũng có thể ngăn trở cường cung kính nỏ. Lúc này đây, ta lại chỉ cảm thấy chính mình như là bị ô tô nghênh diện đụng phải một chút, không chỉ có ngũ tạng lục phủ ở kịch liệt quay cuồng, người cũng ở đi theo về phía sau lùi lại. Ta cùng Diệp Dương Trung gian còn có Lâm Chiếu, nếu là chúng ta đánh sâu vào quá tàn nhẫn, Lâm Chiếu cái thứ nhất sẽ phải chết ở đôi ta cương khí va chạm dưới. Ta hai chân xuống phía dưới bỗng nhiên trầm xuống chi gian, Lâm Chiếu lại ở ta phía sau ra tay, song trưởng như bay liên tục phách về phía ta sống lưng ta là ở dùng cương mảnh chi thế ngạnh đỉnh đối phương lực đạo lâm chiếu lại ở dùng nhu kính giúp ta hóa giải đánh sâu vào mà đến lực đạo chúng ta ba cái vừa mới ổn định thân hình tiếng nổ mạnh liền từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền đến ta gần là nhìn thoáng qua liền thấy lôi quan hỏa ảnh đang ở chúng ta bên người từ dưới lên trên liên tục nổ tung lôi hỏa nổ mạnh vị trí vừa lúc là chúng ta có khả năng nhất đặt chân phương vị ít nhiều ta vừa rồi lựa chọn tại chỗ phòng thủ nếu không dẫm trung lôi hỏa bùa chú bị băng giữa không trung người phải là chúng ta mấy cái lôi hỏa phù nhất lên đầy trời điện quang còn không có tiêu tán lần thứ hai nổ mạnh liền theo nhau mà đến lúc này đây nổ tung ánh lửa đem kia phiến đất trống cấp làm thành một vòng bay tán loạn bạo khởi lôi điện cơ hồ chiếu sáng nửa cái trấn nhỏ ta nương chấp động điện quang thấy chúng ta vừa mới đi tới hoàng thổ trên đường lòe ra một bóng người đối phương chỉ là đứng ở thổ nói trung tâm mặt vô biểu tình nhìn về phía chúng ta ba người một trương không có huyết sắc gương mặt cũng ở lóng lánh lôi điện dưới trở nên chật minh chợt ám khó có thể phân biệt nhưng ta lại như cũ có thể thấy được người nọ chính là giải nguyệt linh. Đối phương phát giác ta cách lãnh quan đang xem chính mình thời điểm, liền xoay người biến mất ở thổ nói trung tâm. Chờ đến chúng ta phụ cận lôi quan ngừng lại, ta đã lại tìm không thấy giải nguyệt linh bóng dáng. Ta rung rơi xuống ở trên người bùn đất, hít sâu một hơi nói, còn hảo nơi này trông chính là bồ chú, không phải tạc, dược, bằng không chúng ta muốn chạy đều đi không ra đi. Về trước quán trà, ta còn chưa đi ra rất xa, liền nghe thấy thị trấn phía tây truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang, Hừng hực ánh lửa phóng lên cao, ở không trung hóa thành một đoàn cách thị trấn đều có thể thấy đỏ sậm mây đỏ. Có người dùng tạc, dược. Ta không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 803, ta không thắng. Ta nhớ ra rồi, năm đó cải dưa mang theo một đám thổ phỉ binh vào nhị lâm trấn, từ kia lúc sau lại không ra tới. Những cái đó thổ phỉ sao có thể không mang vũ khí. Ta ngồi sổng xuống thân tới trên mặt đất nhìn kỹ trong chốc lát, quả nhiên thấy bị lôi hỏa mở ra bùng đất có một viên còn không có nổ mạnh mà, lôi giải nguyệt linh là ở cảnh cáo chúng ta đi mau. Tiếp theo, nàng liền sẽ không như vậy, khách khí. Giải nguyệt linh xuất hiện là ở ta dự kiến bên trong, nhị lâm trong trấn có vẻ hỗn độn quỷ thần lại làm ta có chút thấy không rõ cái này quỷ thần nơi. Chờ ta trở lại quán trà thời điểm, quân gửi tuyết cũng xuất hiện ở trong quán trà, trên người còn mang theo một cổ giày đặc lưu huỳnh vị, nhìn dáng vẻ hắn cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết mới từ trấn phía tây chạy trở về. Chúng ta mấy cái một lần nữa ngồi ở trước bàn, quân gửi tuyết trước mở miệng nói, ván thứ nhất, ta không thắng còn kém điểm bị người nổ chết ngươi cũng không có thua ta đáp lại nói ta bên này cũng không quá lạc quan quân gửi tuyết muốn thắng đến quang minh lỗi lạc ta tự nhiên sẽ không theo hắn thua đánh thắng muốn phải biết rằng ta cùng quân gửi tuyết đánh cuộc đấu quá trình không có bất luận kẻ nào tiến hành chứng kiến cuối cùng thắng thua nếu không phải chính mình đi nhận vậy đến tìm quỷ thần bình phán quân gửi tuyết hiện tại thừa nhận chính mình không thắng liền tính tương lai tìm được quỷ thần đối phương cũng giống nhau sẽ phán quân gửi tuyết thua ván thứ nhất ta đem chính mình tao ngộ thầy bói quá trình nói một lần mới trầm giọng nói ta hướng trấn đông đi rồi này một chuyến ít nhất có thể đến ra hai cái kết luận đệ nhất chính là năm đó có rất nhiều thuật sĩ tụ tập ở nhị lâm trấn ta thậm chí hoài nghi nhị lâm trấn chính là thuật sĩ thành lập cứ điểm từ cái kia thầy bói nói phán đoán ít nhất quỷ quan môn quải đao môn trấn tà võ huân cùng đưa quỷ thuật sĩ đều ở chỗ này xuất hiện quá ta không tin đây là trùng hợp liền lấy lúc trước nhị lâm trấn địa lý vị trí tới giảng sơn tràn cái kia vị trí phi thường hẻo lánh bằng không cũng sẽ không cho người trở thành thổ phỉ túng. Loại địa phương kia khả năng sẽ có ẩn cư thôn xóm, nhưng là tuyệt không sẽ thành lập thành trấn. Nơi đó xuất hiện một cái thị trấn bản thân liền đáng giá hoài nghi. Ta cảm thấy, nhị lâm trấn ban đầu chính là thuộc sĩ vì nào đó mục đích thành lập cứ điểm. Quân gửi tuyết cực đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Ta từ trấn Tây bên kia đi qua đi cũng thấy lên núi săn bắn người, săn vương trang, bạch phái tiên sinh hoạt động dấu vết. Một chỗ không nên có như vậy nhiều thuộc sĩ tồn tại. Ta tiếp tục nói, từ ta tiến vào nhị lâm trấn tới nay, nơi này liền ở hướng ta truyền lại một cái tin tức. Nhị lâm trong trấn hết thảy đều có thể tiến hành trao đổi. Mấu chốt chính là ngươi lấy cái gì tới đổi. Nếu, đổi một cái góc độ tưởng. Quỷ hồn cùng quỷ thần chi gian có phải hay không cũng tồn tại trao đổi. Tỷ như, nơi này người chết, tưởng lấy chúng ta cùng quỷ thần đổi một con đường sống. Ta đang nói chuyện chi gian, cùng quân gửi tuyết cùng nhau nhìn về phía trên đài người kể chuyện. Đôi ta vô dụng thương lượng cái gì, liền đồng thời đứng lên đi hướng thuyết thư tiên sinh thi thể, quân gửi người tuyết đến trên đường, bỗng nhiên bắn ra một đạo chỉ phong, thẳng đến thuyết thư tiên sinh trên mặt kính trâm đánh qua đi. Cái loại này kiểu cũ Tây Dương kính trâm, tức khắc bị đánh thành hai đoạn, từ thi thể trên mặt chảy xuống trên mặt đất. Khi cổ thi thể trên mặt cũng lộ ra một đôi không có tròng mắt hốc mắt. Ta dừng lại bước chân đối với thi thể nói, ta cho ngươi tam tức thời gian, ra tới cùng ta tâm sự. Tam tức không ra, làm ngươi hồn phi phát tán. Một ta mới vừa hô lên một cái, một tự, Diệp Dương Trường Kiếm cũng đã bắn ra vỏ kiếm, chỉ hướng về phía xác chết. Trung động kiếm phong như là cắt mở hắn dựng thân không gian, lại ở mấy mét ở ngoài phá không mà ra, điểm ở thi thể giữa mày phía trên. Nhất kiếm toái hồn, hoàng tuyền cũng trảm. Chính là dùng vu thuật phá vỡ không gian, đem kiếm khí đưa đến đối thủ trước mắt, trảm địch nhân với dưới kiếm. Diệp Dương kiếm khí hàm mà không phát, lại làm đối phương cảm giác được nhất kiếm toái hồn, đủ để tan vỡ hư không, trảm địch âm dương uy lực, Ta nhìn chầm chầm thuyết thư tiên sinh thi thể hô lên cái thứ hai tự tới, nhị. Ta giọng nói chưa lạc, Diệp Dương kiếm khí liền ngưng tụ thành hình, sát ý lạnh lạnh kiếm khí trong nháy mắt hoàn toàn đi vào đối phương giữa mày nửa thước, kiếm phong lại không từ đối phương cái gáy thượng nhập vào cơ thể mà ra, đánh tiếng đối phương giữa mày vu môn kiếm khí, đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Ta cố ý không đi kêu tam, Diệp Dương lại ở một chút thúc đẩy kiếm khí hướng đối phương đầu trung thẩm thấu. Ta tay phải thoáng nâng lên đương khẩu, rốt cuộc có người hô, dừng tay. Dừng tay, ta ra tới. Ta theo thanh âm xem qua đi khi, quả nhiên thấy lúc trước ở đầu phố nơi đó bị xé thành mảnh nhỏ đoán mệnh người mù. Ta đoán đúng rồi, tên kia cùng thuyết thư tiên sinh chính là một người, hơn nữa căn bản không chết. Ta nhìn đối phương cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình dùng giọng hát làm ta đi trấn đông trấn tây, ta liền nghe không hiểu ngươi động tĩnh sao. Ngươi ở ngã tư đường nơi đó một mở miệng, ta liền biết ngươi là ai. Thầy bói kinh thanh nói, vậy ngươi còn ấn ta kịch bản đi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm cái gì. Ta trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta đem đào hoa dẫn ra tới. Thầy bói nói, ngươi từ từ. Thầy bói đôi tay hợp lại, quán trà cửa sổ liền ở nháy mắt toàn bộ phong bế. Quán trà nháy mắt đen nhánh lúc sau, trên bàn liền sáng lên một chút ánh đèn. Chương 804, cửa trắng gió manh một. Trên bàn đèn dầu chỉ có thể chiếu sáng lên phạm vi 3 mét tả hữu phạm vi, lại ra bên ngoài đi chính là đen nhánh một mảnh. Ta chỉ là thoáng động một chút quỷ mắt, liền thấy trong bóng đêm từng đạo quỷ ảnh, như là thằng lằn giống nhau theo từ quán trà vách tường đảo bò xuống dưới, ngón tay moi trụ xong cửa sổ, đem thân mình kề sát cửa sổ ngừng ở giữa không trung. Trong đó một đạo quỷ ảnh còn ngẩng đầu đối với ta cười một chút, đối phương cũng giống nhau không có tròng mắt, chỉ đỉnh một đôi đen như mực hốc mắt. Quỷ nghe vách tường. Ta trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Ta như thế nào đem thuật nói trung một cái khác chỉ có người mù có thể làm sự tình cấp đã quên. Thuật nói trung có một cái chuyên môn dựa thu thập tình báo, chuyên đệ tin tức mà sống môn phái, về môn phái này tên các có cách nói, trong đó cách gọi nhiều nhất chính là cửa trắng gió cửa trắng gió đệ tử một nửa là quỷ hồn, một nửa là người. Quỷ nghe vách tường chính là cửa trắng gió bí thuật chi nhất, nói đơn giản, chính là mắt mù quỷ hồn dán ở trên tường, đi nghe người trong phòng nói cái gì đó. Trong phòng mật nghị đại sự người, việc không thể tưởng được ngoài tường còn đổi chiều một con không có đôi mắt quỷ hồn. Thầy bói chậm rãi đi tới cái bàn bên cạnh, các vị, tại hạ manh một có lễ. Ta là cửa trắng gió đệ tử, cũng là nhà này quán trà lão bản. Bởi vì, ta kế tiếp muốn nói sự tình, quan hệ đến nhị lâm trong trấn cửa trắng gió đệ tử sinh tử tồn vong, cho nên không thể không cẩn thận hành sự. Còn hành các vị bao dung. Ta nhàn nhạt nói, ngươi đem quỷ nghe treo tường ở trong phòng, là muốn biết bên ngoài động tĩnh. Đối. Manh vừa nói nói, ta kế tiếp nói mỗi một câu đều đến vạn phần cẩn thận, ta cũng không biết câu nào lời nói có thể đem nàng cấp dẫn lại đây. Nếu là nàng tới, chúng ta sợ là đến có một nửa người đều đi không được. Ta nghe đối phương nói tới đây, lập tức cấp lâm chiếu đánh một cái ánh mắt cửa trắng gió xuất thân người, giỏi về thu thập tin tức, nhưng là cũng giỏi về chế tạo giả tin tức. Cùng cửa trắng gió đệ tử trong lòng cơ thượng so chiêu, ta không chỉ có phải cẩn thận cẩn thận, thậm chí hắn nói mỗi một câu, ta đều đến tưởng cái thật giả. Ta cấp lâm chiếu nháy mắt ra dấu, là nói cho nàng, có nghe không hiểu địa phương, giúp ta đi hỏi manh một. Manh một đạo, hai vị lời nói mới rồi, ta đã nghe thấy được. Nhị lâm trấn giống như là các vị nói như vậy, là thuật sĩ một cái cứ điểm, hơn nữa nhị lâm trấn năm đó cũng không phải dưới mặt đất, mà là trên mặt đất. Manh một hướng bầu trời chỉ chỉ nói, năm đó, bao gồm trấn tà võ hưng kia gia ở bên trong 16 cái thuật sĩ môn phái, toàn bộ đuổi tới trong núi ở chỗ này một trụ 10 năm, chính là vì chờ đợi tham lan xuất thế. Ta không khỏi mày một chọn, ai nói cho ngươi tham lan lại ở chỗ này xuất thế. Giang hồ nghe đồn. Manh một nói tức khắc lại làm ta cùng quân gửi tuyết mày nhăn lại. Giang hồ nghe đồn, có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Đáp án là khẳng định trong chốn giang hồ truyền kỳ chính là nguyên tự giang hồ truyền thuyết. Người giang hồ lòng hiếu kỳ trọng, đánh bạc tâm lý càng trọng, hướng truyền thuyết địa phương đi một sớm, liền tính chỉ là vì vạn nhất, nói không chừng cũng có thể được đến không tưởng được chỗ tốt. Liền tính cái gì đều không có, còn có thể nhận thức một chút giang hồ bằng hữu. Cho nên người giang hồ nghe tin lập tức hành động sự tình, không phải bọn họ không đầu óc, mà là bởi vì mạo hiểm cùng truyền kỳ chính là bọn họ sinh hoạt, mang theo hy vọng, cũng mang theo tuyệt vọng sinh hoạt. Manh Mục tiếp tục nói, ta cho rằng cửa trắng gió là được đến tin tức nhanh nhất môn phái, nhưng ta mang theo cửa trắng gió đệ tử đuổi tới nơi này thời điểm, nhị lâm trấn phụ cận đã tụ tập tam gia môn phái cùng với mười mấy cái đi lái buôn thuật sĩ. Ta mang theo người đóng quân xuống dưới lúc sau, mặt khác môn phái lục tục tới rồi. Nơi này tụ tập thuật sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là ai cũng vô dụng thân phận thật sự kỳ người, ít nhất bên ngoài thượng chúng ta không có lộ ra thân phận. Nếu mọi người đều ở che giấu lai lịch, chúng ta cũng liền lấy đủ loại thân phận ở chỗ này thành lập phòng ở, cái cửa hàng, cũng liền hình thành nhị lâm trấn. Manh vừa nói đến nơi đây tự dễu nói, lúc trước nhị lâm trong trấn ngay cả bán đậu hũ đều là thuộc nói cao thủ. Ngươi có thể tin tưởng. Lâm Chiếu trầm giọng nói, các ngươi phát hiện quá cái gì sao? Manh lay động đầu nói, chúng ta những người này, mỗi người đi sớm về trễ, trồng trọt, đi săn, chạy mua bán. Kỳ thật cũng là ở tìm hiểu tham lam tin tức. Chúng ta mỗi người đều có thu hoạch, nhưng là ai cũng không muốn nói cho người khác chính mình ra được cái gì. Manh vừa nói đến nơi đây cười khổ một tiếng, chúng ta tồn tại thời điểm cứ như vậy, đã chết vẫn là cho nhau không thông tin tức. Buồn cười oa. Chúng ta ở chỗ này kiến thị trấn sự tình, cũng không biết đi như thế nào lậu tin tức. Lúc này mới đưa tới kia gia. Kia gia bổn ý là muốn lại đây trấn áp nhị lâm trấn, chính là kia gia sản khi gia chủ, kia ngũ gia lại ở đuổi tới nhị lâm trấn lúc sau thay đổi chủ ý. Hắn cũng muốn tham lan chuyển thế. Lâm Chiếu nghe thế khi lại lần nữa nói, ta vẫn luôn lộng không rõ một sự kiện, chính là thuộc nói người trong vì cái gì vẫn luôn muốn tìm tham lan ngay cả triều đình võ hưng đều phải trộn lẫn một chân. Ha ha! Vì cái gì? Manh cười nói, vì tồn tại, vì quyền thế, vì vinh hoa phú quý, trừ bỏ này đó còn có cái gì có thể làm người điên cuồng sao? Tham lang, ngươi biết đại biểu cho cái gì? Đại biểu định quốc chi kiêu tướng, đại biểu loạn thế chi ma tinh, cũng đại biểu cho cứu thế chi danh thần. Ta không khỏi cho mày đầu, nhưng là ta thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đối phương ý tứ. Chương 805, cửa trắng gió manh một nhị. Phá quân, thất sát tham lang mỗi người đều là tuyệt thế hung tinh. Tam tinh đều hiện, thiên hạ tất loạn, nhưng là tam tinh rồi lại có thể xoay chuyển càng khôn, bình định loạn thế. Tam tinh là hãng tướng, là kiêu hùng, vẫn là ma tinh, một nửa ở này bản nhân, một nửa ở chỗ đế vương. Manh một đạo, lúc ấy, sáng tinh mơ đã mặt trời sắp lặn, kia gia đối đại thanh trung thành và tận tâm, cùng với nói, là kia gia ở tìm tham lang, chi bằng nói, là thế đại thanh tìm tham lang. Lâm chiếu lại lần nữa hỏi ngược lại, kia gia tìm tham lang, là vì mãn thanh vương triều, các ngươi tìm tham lan lại vì cái gì? Manh cười nói, xem ra tham lan truyền thuyết qua đi lâu lắm, đã không ai biết tham lan có thể mang đến cái gì. Muốn tìm tham lan người, đơn giản là ba cái mục đích. Đệ nhất, là giết chết tham lan. Phá quân đã xuất thế, thất sát cũng đã tiến vào luân hồi, tham lan lại ra, thuật nói tất loạn. Có tương đương một bộ phận thuật sĩ, là cảm thấy chỉ cần tham lan không ra, liền sẽ không dẫn phát thuật nói kiếp số. Đại bộ phận thuật sĩ cũng liền sống sót. Đặc biệt là luân hồi tư. Ở luân hồi tư kiềm giữ loại này quan điểm người không ở số ít. Thu phục tham lang nói dễ hơn làm. Không phải thiên cổ minh quân, dựa vào cái gì thuyết phục lùng cỏ danh tướng. Manh lần nữa thứ cười lạnh một tiếng nói, loại thứ ba người, liền càng buồn cười. Muốn tham lang mệnh cách, đem chính mình biến thành tham lang. Đoạt thiên mệnh. Chó má. Thiên mệnh đã định, là trường cái đầu là có thể đoạt được đi sao. Manh vừa nói đến nơi đây lại bồi thêm một câu, về tham lang truyền thuyết hoa hòe loè loẹt, còn có người nói tham lang trời sinh tính hảo tài sắc, xuất thế chỗ tất có bảo tàng cố tình không ít người còn đối cái này cách nói tin tưởng không nghi ngờ cho nên chạy đến nhị lâm trấn tới chờ tham la người cũng liền càng ngày càng nhiều lâm chăm sóc ta liếc mắt một cái mới mở miệng nói ngươi tiếp tục nói đi manh một đạo kia gia đại biểu chính là triều đình chúng ta này đó người trong giang hồ đối triều đình nhiều ít có chút mâu thuẫn cũng không nghĩ cùng kia gia giao tiếp chính là làm chúng ta như vậy đi rồi chúng ta cũng không cam lòng a à. phải biết rằng chúng ta đã ở chỗ này ngồi canh mấy năm trong đó trả giá vất vả, chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch tổn thất trước sao? chúng ta một bên cùng kia gia chu toàn, một bên chờ đợi tham lang xuất thế. kết quả, manh một do dự nửa ngày mới nói nói, kia gia vẫn là kỹ cao một bậc a. bọn họ tìm không thấy tham lang, liền chuẩn bị đem tham lang sinh ra tới. lâm chiếu theo bản năng kinh hô, kia có thể sao? manh một đạo, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có khả năng. nhưng ta mua được kia gia một cái hạ nhân, được đến kia gia kế hoa lúc sau, trải qua lặp lại cân nhắc mới phát hiện kia gia kế hoạch đều không phải là không có được không chỗ. Kia gia sản khi tụ tập mấy cái đứng đầu thuộc nói cao thủ, chỉ cần bọn họ tính chuẩn tham lan xuất thế địa điểm cùng thời gian, làm kia gia công tử nên thú thích hợp nữ nhân, ở dự tính thời gian phía trước thụ thai. Lại giết chết phạm vi 10 dặm trong vòng sở hữu có thể cùng hắn dành mạng sống người, tham lan tất nhiên sẽ giáng sinh ở kia gia. Quá ngoan độc. Lâm Chiếu cắn răng nói, giết chết có thể cùng kia gia dành mạng sống người, không phải nói muốn giết này phụ cận sở hữu thai phụ, Manh lay động đầu nói, thuật nói người trong làm việc còn hỏi có phải hay không thương thiên hại lý sao. Manh một ha hả cười lúc sau mới nói nói, những cái đó muốn làm định quốc võ hơn người, còn để ý chết vài người sao. Khi công tử đón dâu kia một ngày phát sinh sự tình, liền cùng ta và ngươi nói giống nhau như đúc, chuyện này thường, ta không nói dối. Khi gia cũng xác thật phong gia môn. Chẳng qua, chân chính xảy ra chuyện ngày đó, không phải ở kia công tử thành thân thời điểm, mà là tham lang giáng thế ngày đó. Ngày đó buổi tối tham lang tinh hung mang cuồng trướng, Tinh quang hình như là cố ý chiếu vào trên ngọn núi này, nửa bên sơn đều bị chiếu đến sáng trưng, đặc biệt là kia gia sơn, vừa lúc chính là ở tinh quang trung tâm A. Chúng ta này đó giấu ở thị trấn bên trong thuật sĩ tất cả đều ngồi không yên. Chúng ta. Chúng ta công hướng về phía kia gia. Ngày đó buổi tối, chúng ta đều điên rồi, tất cả đều điên rồi. Kia gia già trẻ lớn bé tất cả đều thượng trận, ngay cả nha hoàng đều sách theo đao cùng chúng ta liều mạng A. Chúng ta tất cả mọi người như là ác quỷ giống nhau hướng kia gia trong viện hướng, sản phụ ở trong phòng lớn tiếng kêu thảm thiết, chúng ta lại ở bên ngoài giống kẻ điên giống nhau giết người. Khi người nhà không biết, cho nàng gia tức phụ đỡ để bà đỡ, kỳ thật cũng là chúng ta người. Chúng ta ở bên ngoài giết người chính là muốn cho bà đỡ nhân cơ hội mang đi tham lam. Chúng ta mắt thấy muốn đánh tiếng chính sảnh cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có người đang cười. Đầu tiên là cái kia bà đỡ đang cười, sau đó kia công tử đi theo cười, lại sau lại năm sáu cá nhân đều ở đàn kia cười. Khi tiếng cười căn bản là không phải người động tĩnh A. Manh một đột nhiên đánh một cái rùng mình, ngươi nghe thấy qua đêm miêu tử cười sao? Vậy như là một đám con cú ở trong phòng cười oa. Sở hữu tấn công kia gia người đều ngốc, ai cũng không biết hẳn là tiếp tục tiến công, hay là nên chạy nhanh bỏ chạy. Liền ở chúng ta do dự thời điểm, một cái toàn thân bạch y, nửa người nhiễm huyết nữ nhân giống quỷ giống nhau từ trong phòng phiêu ra tới, nữ nhân kia gặp người liền sát, đầu tiên là giết sạch rồi kia gia, lại bắt đầu giết chúng ta này đó thuật sĩ. Chương 806, Hai Lâm Trấn Manh vùng vài phần sợ hãi nói, chúng ta tuy rằng là liền khởi tay tới phấn khởi phản kháng, nhưng không ai là nàng đối thủ. Thậm chí chạy không ra này nhị lâm trấn, vô luận chúng ta như thế nào chạy, cuối cùng đều sẽ chạy về tới, chạy đến nữ nhân kia trước mặt ngoan ngoãn đưa cho nàng sát. Ha ha, manh một cười thảm nói, lúc ấy, ta mới chân chính minh bạch cái gì mới là vô lực phản kháng tuyệt vọng a. À? Chúng ta đem có thể sử dụng biện pháp tất cả đều dùng tới, thậm chí vứt bỏ trước ngại liên thủ đối địch, chính là ai đều không phải nàng đối thủ qua. Nữ nhân kia chỉ dùng 7 ngày thời gian liền đồ nhị lâm trấn, nàng không chỉ có giết sạch rồi trấn trên mọi người còn đem toàn bộ thị trấn đều cấp dọn tới rồi nơi này nữ nhân kia giam cầm chúng ta hồn phách đem chúng ta cầm tù ở nhị lâm trong trấn làm chúng ta đi tìm hắn hài tử ai có thể tìm được đứa bé kia nàng liền phóng ai rời đi chính là chúng ta như thế nào biết đứa bé kia ở địa phương nào mấy năm nay chúng ta thiếu chút nữa đào ba thước đất cũng không tìm được đứa bé kia ở địa phương nào ta thậm chí hoài nghi đứa bé kia đến tục cùng có tồn tại hay không manh vừa nói đến nơi đây ngừng lại Ngồi ở chỗ kia thở ngắn than dài. Ta trầm giọng nói, vậy ngươi đem ta lừa đến thị trấn bên ngoài lại là vì cái gì? Cái này, manh nhất nhất khi chi gian không biết nên nói cái gì. Ta nhàn nhạt nói, ngươi không phải là muốn cho ta đi tìm nữ nhân kia đi. Ta cũng không phải ở trá manh một, mà là thật sự cảm thấy đối phương chính là ở làm ta tìm nữ nhân kia. Nếu manh vừa nói chính là nói thật, như vậy trấn phía Đông rừng hoa đào, nên là bọn họ năm đó phục kích quá nữ nhân kia địa phương, quỷ quan môn đệ tử đem chính mình làm thành người quan tài muốn cầm tù nữ nhân kia. Kết quả không chỉ có không có thành công, còn bạch bạch đáp đi vào chính mình tánh mạng. Nơi đó khẳng định không có nữ nhân kia hài tử, manh một gạt ta qua đi, chỉ là muốn cho ta đi đối phó nữ nhân kia. Manh vừa hiện tự cấp ta giảng chuyện xưa, chỉ là nhị lâm trấn bí ẩn nửa đoạn trước. Ít nhất, ta đã biết nhị lâm trấn ngọn nguồn cùng nó vì cái gì sẽ xuất hiện dưới nền đất nguyên nhân. Nhưng là, ta không biết chính là nhị lâm trấn vì cái gì sẽ bị người từ bên ngoài phong bế, kia gia lại vì cái gì muốn giết hại vô tội, đánh xuyên qua đi trước nhị lâm trấn thông đạo. Cải dư tiến vào nhị lâm trấn lúc sau đã xảy ra cái gì? Giải tam bảo là như thế nào tới rồi nhị lâm trấn? Chỉ có cởi bỏ này đó bí ẩn, ta mới có thể từ thị trấn đi ra ngoài. Bất quá, ta cũng biết này đó bí ẩn yêu cầu chậm rãi loát thuận, không đem tiền căn biết rõ, liền rất khó đi hỏi hậu quả. Ta nhìn chầm chầm manh một đạo, ta hỏi ngươi, nhị lâm trấn tên là như thế nào tới? Rừng hoa đào, rừng hoa mai sáng sớm liền ở vẫn là nói, hai mảnh cánh rừng là các ngươi sau lại tài đi xuống đồ vật. Sáng sớm liền ở. Manh một đạo, nếu không có này hai mảnh cánh rừng. Chúng ta cũng sẽ không chắc chắn tham lan lại ở chỗ này dáng thế. Chúng ta lại đây thời điểm, liền phát hiện kia hai mảnh cánh rừng. Trong núi có một hai cây cây đào, hoa mai cũng không kỳ quái, chính là như vậy thành phiến hoa lâm liền không nhiều lắm thấy. Hoang dại cây có giống nhau sinh trưởng địa phương đều không có cái gì quy luật, kia hai mảnh rừng cây lại như là bị người quy hoạch hảo giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề lớn lên ở hai bên, trung gian còn lưu ra như vậy một mảnh đất trống. Lúc trước đã tới nơi này thuộc sĩ đều cảm thấy hai mảnh cánh rừng có kỳ quặc, nhưng là ai cũng không có phát hiện trong rừng bí mật. Manh một cũng không biết là ở cảm khái, vẫn là vô tình nói một câu, kia hai mảnh cánh rừng giống như là hai cái mỹ nhân, chỉ làm ngươi thấy nàng bộ dáng, lại không cho ngươi xem nàng toàn bộ. Chúng ta kiến nghị lâm trấn thời điểm, cố ý đem hai mảnh cánh rừng ngăn cách ở thị trấn bên ngoài. Phàm là dựa gần cánh rừng kiến trúc, không phải tường vây chính là dấu giếm trận pháp tất cả mọi người ở phòng bị kia hai mảnh cánh rừng, nhưng là, kia hai mảnh cánh rừng cũng vẫn luôn cùng chúng ta tường an không có việc gì. Ta gật gật đầu mới tiếp tục hỏi, ta đây hỏi ngươi, kia gia cưới trở về hai cái tức phụ đều là người nào? Không biết. Manh lay động đầu nói, ngày đó chúng ta xúc động không ít người mã theo dõi kia gia, chính là chúng ta rắc đi người lại không trở về. Bất quá. Manh một chuyện vừa chuyển nói, có một chút ta có thể khẳng định, đó chính là kia gia kế đó tuyệt không phải người sống. Tham Lan xuất thế tin tức này truyền lưu giang hồ thời điểm, trên giang hồ cũng nhiều ra một đầu quỷ đồng giao, ngũ phương mộ, khai thiên lao, Tham Lan thần tướng không trở về triều. Nên quỷ thần, kết thân gia, Tham Lan thần tướng tất còn gia. Ta hai mắt một ngưng nói, kia đầu quỷ đồng giao là ai sướng? Nhìn chung lịch sử, mỗi một đầu đồng giao sau lưng, đều có khả năng cất giấu một cái kinh thiên âm mưu, hoặc là nào đó không người biết bí mật. Thuộc trên đường giảng quỷ đồng giao, chính là tiểu quỷ ở nửa đêm sướng ra tới ca. Mỗi vùng quỷ đồng giao xuất hiện, trên giang hồ liền tất nhiên sẽ phát sinh một chuyện lớn. Manh lay động đầu nói, không biết, chúng ta cửa trắng gió đã từng truy tra quá kia đầu đồng giao lai lịch, thậm chí phái người bắt giữ quá đối phương ca hát quỷ hồn. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Sau lại, kia gia nữ nhân huyết tẩy nhị lâm trấn lúc sau, ta mới biết được kia đầu đồng giao nửa câu sau là có ý tứ gì. Đó là nói, kia gia cưới một cái quỷ thần làm vợ, còn sinh hạ tới một cái bất tử không sống hài tử. Tham lang hẳn là như là phá quân, thất sát giống nhau, đều là nửa quỷ chi thân chương 807, không làm để ý tới. Ta nhịn không được cùng Diệp Dương nhìn nhau liếc mắt một cái mới hỏi nói, ngươi làm ta kêu đào hoa là có ý tứ gì? Đào hoa là quỷ thần tên thật. Không phải. Manh lay động đầu nói, ngươi cũng là thuật sĩ, nếu ta không cho ngươi một hợp lý giải thích, ngươi sẽ thượng ta đương. Manh nghiêm nói chuyện chi gian, cửa sổ nơi đó lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, môn chủ, nàng lại đây, nữ nhân kia tới. Manh nhất nhất xem đứng lên, ta không đề qua người nọ tên. Nàng như thế nào liền ra tới, mau mau bãi chén lấy gương nhanh lên manh liên tiếp liền hô quát dưới trừ bỏ cửa chính phương hướng quỷ hồn không có rơi xuống đất ở ngoài mặt khác nghe thanh quan quỷ tất cả đều từ không trung hạ xuống bay nhanh lấy ra thô sứ chén lớn từ quán trà cửa bắt đầu vẫn luôn đặt tới sân khấu kịch phía trước còn có quỷ hồn ở hướng trong chén không được đổ nước mặt khác một bộ phận người tất cả đều bận rộn hướng sân khấu kịch thượng quải gương kính mặt toàn bộ hướng ra phía ngoài nhắm ngay quán trà cửa manh một ngừng thở đứng ở gương bên cạnh lý phách nếu là ta hôm nay trốn bất quá này một kiếp ta quay đầu nhìn về phía manh một ngươi như thế nào biết ta kêu lý phách giải nguyệt linh nói cho ngươi sao ta từ tiến vào nhị lâm trấn phạm vi lúc sau liền không ở quỷ hồn trước mặt đề qua tên của mình manh một lại ở hoảng loạn bên trong hô lên ta tên thật manh rùng mình nhiên cả kinh nói cái này này không quan trọng các ngươi có thể ngăn trở người kia ta đem hết thảy đều nói cho các ngươi ta lạnh lùng nói ngươi hiện tại không nói nói ta sẽ không ra tay ta tưởng, ra tới vị kia, đối với giết ngươi, sẽ so giết ta càng cảm thấy hứng thú. Manh cả kinh thanh nói, Lý Phách, này đều đã khi nào, ngươi? Manh một nói còn chưa dứt lời, dán ở trên cửa lưỡng đạo quỷ hồn trên người bỗng nhiên bạo khởi, toàn bộ quán trà đều bị ánh lửa chiếu đến sáng trưng. Lưỡng đạo quỷ hồn lại như là bị thứ gì cấp dán ở trên cửa giống nhau, chỉ có thể ở đàn kia khàn cả giọng kêu thảm thiết, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai kia nói còn không có hai ngón tay hậu cửa gỗ. Ngắn ngủn vài giây chi gian, quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt còn không có hỏng mất bóng người giống như là cho tàn chưa tắt giấy hôi mang theo ẩn ẩn hồng quang nửa treo ở trên cửa thường thường hướng ra phía ngoài bay xuống như vậy một tia hỏa điểm manh rung lên thanh nói lý phách ngươi chỉ cần cho ta một câu hứa hẹn ta liền đem chuyện quan trọng nhất nói cho ngươi ta cười lạnh nói nói hay không đều bằng ngươi tâm tình từ ta trở lại quán trà manh một liền vẫn luôn tự cấp ta giảng nhị lâm trấn chuyện xưa hiện tại ta còn không thể nào phán đoán chuyện xưa thật giả nhưng là có một chút ta có thể khẳng định đó chính là nhị lâm trấn thuật sĩ vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết chưa từng có đoàn kết quá bọn họ từng người nắm giữ bí mật cũng không cùng người bù đắp nhau thậm chí còn sẽ cố ý cấp đối phương chế tạo giả tin tức manh tưởng tượng được đến ta hứa hẹn lúc sau lại báo cho ta mấu chốt tin tức này rõ ràng chính là muốn đem ta cùng hắn cấp cột vào cùng nhau ta muốn manh một tin tức không giả cũng có thể cho hắn nhất định chỗ tốt làm trao đổi nhưng là ta không thể cùng hắn cột vào cùng nhau thuật sĩ nhất ngôn cửu đỉnh nếu hiện tại gật đầu, nói không chừng chính là đem chính mình bán cho đối phương. Ta vẫn luôn không nhúc nhích, manh một lại nóng nảy, lý phách, chúng ta ở bên nhau hợp tác, đối với ngươi là có chỗ lợi, ngươi phải nghĩ kỹ a. À. Ta liền xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái liền chuyển qua thân đi, cùng lúc đó, quán trà đại môn nổ lớn mở rộng, hai chỉ treo ở trên cửa quỷ hồn bị đánh bay trên mặt đất, lân hỏa văn thấp nơi. Vũ động lân quang bay xuống thấp nơi, bãi trên mặt đất bát nước hiện lên xanh mơn mởn quan điểm, chợt xem chi gian giống như là một mảnh đỉnh ma chơi đèn bàn ngay sau đó giang ào ào âm phong dáng mà dựng lên trong chén thủy sóng gần lăn tăng nhộn nhạo đem nổi tại thủy thượng lục hỏa đẩy hướng một bên nửa tất cao hỏa điểm dáng ở chén biên hơi hơi đông đưa thảm lục sắc quan mang như là kích động một chồng đè nặng một chồng phong bế bát nước mặt ngoài cái kia quỷ thần không nghĩ thấy chính mình bộ dáng cái này ý niệm mới từ ta trong đầu hiện lên ta liền nghe thấy manh một hô lý phách người nọ liền phải tới người muốn đồng quy vu tận sao manh một tiếng hô chưa lạc trống rỗng ngoài cửa liền lộ ra một đoạn nhiễm huyết làng váy Manh Quýnh lên thanh nói, Lý Phách, ta là bởi vì nói cho ngươi nội tình mới đem nàng dẫn ra tới, ngươi muốn qua cầu rút ván sao. Câm miệng. Ta từ chân biên rút ra chủy thủ, phủi tay đánh hướng về phía Manh Một. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ ở ngay lúc này ra tay, bị ta một đao xỏ xuyên qua ngực lúc sau, lại làm bay vút chủy thủ mang lên giữa không trung, một đao đinh ở cây cột thượng. Ta lại lần nữa nhìn về phía cửa chi gian, đứng ở cửa người giống như là từ một cái khác không gian trung từ dưới lên trên lộ ra nửa thanh thân mình, dùng chân chọn nhiễm huyết làn váy, bước vào môn tới. Đối phương mang huyết bàn chân nhẹ nhàng dẫm lên một con chén biên, bát nước liền theo tiếng vỡ vụn, đỏ tươi chất lỏng từ trong chén phục ra mà ra khắp nơi giàn dụa. Thật lớn sát khí. Quân gửi tuyết nói chuyện chi giang nghi người đứng ở ta tay trái, Diệp Dương cũng đi theo hoạt động một cái phương vị. Ai cũng đừng nhúc nhích. Ta nói chuyện chi giang tiến lên một bước, lâm chiếu đem gương nát. Ngươi điên rồi. Manh liều mạng mệnh dãy dụa nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Lâm Chiếu gần là hơi một do dự, liền giơ tay đánh ra vài đạo chỉ phong, đem ta phía sau gương cấp tạc cái dập nát, bị kình khí băng phi pha lê còn ở ta phía sau loạn vũ, thân xuyên huyết y nữ nhân đã bước vào trong môn. Chương 808, xảo quyệt chủ ý. Quỷ thần vào cửa, âm phong điên cuồng gào thét. Đầy đất chén sứ ở nàng dưới chân băng toái chi gian, trong nhà máu loãng vẫy ra như mưa, nhiễm huyết bóng trắng phá vỡ hỗn độn thủy điểm bỗng nhiên vọt tới ta trước mặt, lấy tay hướng ta trên mặt chụp tới. Ta mắt thấy đối phương quỷ trảo bức tiếng, lại ở không chỉ có không chậm nói, ta có thể tìm được kia hài tử. Đối phương quỷ trảo trực tiếp ngừng ở ta trước mắt, sát khí bốn phía đầu ngón tay, khoảng cách ta mắt nhân chỉ có mấy tấc, mang theo vết máu đầu ngón tay lại ở rung nhẹ nhẹ. Ta đánh cuộc chính xác. Nữ nhân kia tâm đã rối loạn. Nữ nhân rung giọng nói, ngươi biết gạt ta hậu quả sao? Ta cười nói, ta đã ở nhị lâm trấn, lừa ngươi, ta còn đi được đi ra ngoài sao? Nữ nhân chậm rãi buông bàn tay, ngươi chỉ cần có thể tìm được hắn, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó ta trầm giọng nói, làm ta tìm đứa bé kia, ngươi đến trước thỏa mãn ta hai điều kiện. Nữ nhân cách từ đầu phát trung lộ ra một con mắt, nhìn chầm chầm ta nhìn một hồi lâu mới nói nói, ngươi nói. Ta trầm giọng nói, đệ nhất, tiêu diệt nhị lâm trấn sở hữu quỷ hồn. Một cái đều không lưu. Manh vừa nghe thấy ta nói cả kinh kêu lên, phu nhân, ngươi đừng tin tưởng hắn. Giúp chúng ta liền không ai biết năm đó bí mật, hắn dựa vào cái gì đi tìm đứa bé kia. Ta cười lạnh nói, không giết các ngươi là có thể tìm được đứa bé kia sao? các ngươi dùng thượng trăm năm thời gian cũng chưa tìm được cái kia tiểu hài tử lưu trữ các ngươi trừ bỏ cho ta thêm phiền còn có thể làm gì lại nói ta muốn biết năm đó chân tướng chẳng lẽ nhất định phải hỏi các ngươi hỏi nàng không được sao chúng ta manh tưởng tượng nói cái gì rồi lại tìm không thấy phản bác ta lý do chỉ có thể cãi chày cãi cối nói phu nhân ngươi đừng tin tưởng hắn hắn chỉ là muốn mượn đau giết người hắn manh một nói chưa nói xong nữ nhân kia liền một chưởng chụp đi ra ngoài bạo trướng mấy thước quỷ trảo trực tiếp chọc vào đối phương đỉnh đầu lúc sau liên quan manh một đầu cùng nhau phát về phía quán trà lập trụ Bác to phẩm chất cây cột bị đối phương đương trường chụp đoạn lương thượng bụi đất đi theo rào rạc mà rơi nữ nhân thu hồi bàn tay nơi này người ta sẽ giúp ngươi sát cái sạch sẽ ngươi cái thứ hai điều kiện là cái gì ta nhìn thẳng nữ nhân nói nơi này có cái kêu giải tam bảo người ngươi đem hắn cho ta mang lại đây giải tam bảo nữ nhân trầm mặt vài giây lúc sau bỗng nhiên ôm đầu một tiếng thét chói tai người giống như là điên rồi giống nhau lao ra ngoài cửa ngay sau đó thấm nhân tâm phi tiếng kêu thảm thiết liền ở nhị lâm trong trấn liên tiếp chật khởi từng đạo lục diễm liên tiếp xông lên phía chân trời ta tìm cái bàn ngồi xuống lấy ra hộp thuốc đối với quân gửi tuyết sau một chút huynh đệ tới một cây sao ta không hút thuốc quân gửi tuyết ngồi ở ta đối diện nói lý đường chủ bố cục ta chỉ xem đã hiểu một nửa mặt khác một nửa còn thỉnh đường chủ cho ta giải thích nghi hoặc ta cười hỏi ngươi xem hiểu chính là nào một nửa quân gửi tuyết đạo Lý đường chủ lợi dụng nữ nhân kia đồ rớt trong trấn quỷ hồn, thủ pháp không thể nói không xảo quyệt tàn nhẫn. Nhị lâm trấn thuật sĩ, vô luận là sinh thời, vẫn là sau khi chết, đều là lẫn nhau không tín nhiệm, thậm chí còn ở lục đục với nhau. Như vậy nhiều thuật sĩ tụ ở bên nhau, nếu có thể đoàn kết nhất trí, cho dù là tao ngộ quỷ thần cũng có một trận chiến chi lực. Đáng tiếc, bọn họ đều tưởng hy sinh đồng bạn, bảo toàn chính mình, hơn nữa đạt được lớn hơn nửa ít lợi. Quân gửi tuyết kinh thường nói, những người này đã chết lúc sau, như cũ không chịu hấp thụ giáo huấn, chính là bởi vì quỷ thần hứa hẹn. Bọn họ đều muốn tìm đến đứa bé kia, cùng quỷ hồn đổi lấy muốn đồ vật. Nhưng là hài tử chỉ có một, cuối cùng có thể cùng quỷ thần giao dịch cũng chỉ có một người mà thôi. Vì cái này duy nhất, bọn họ lại là thói cũ nảy mầm, bắt đầu rồi vĩnh viễn hao tổn máy móc. Cùng với cùng một đám các mang ý xấu người lá mặt lá trái, không bằng đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ, ngược lại sẽ thiếu một ít quấy nhiễu. Quân gửi tuyết thanh âm một đốn nói: ngươi không chỉ có muốn nương quỷ thần tay thanh trừ quấy nhiễu, hơn nữa, còn đang ép bọn họ cùng ngươi hợp tác. Năm đó tụ tập nhị lâm trấn thuật sĩ tất có cao thủ, bọn họ sau khi chết mấy năm nay, cũng nên là học xong như thế nào cùng quỷ thần chu toàn. Cho dù là quỷ thần tự mình ra tay, bọn họ cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bị nhất cử đồ diệt. Luôn có người có thể chạy ra. Những cái đó có thể chạy ra quỷ thần đuổi giết người, mới là năm đó những cái đó thuật sĩ trung người xuất sắc, cũng là quen thuộc nhất nhị lâm trấn người bọn họ không nghĩ hôi phi yên dịp, phải cùng ngươi hợp tác bởi vì hiện tại chỉ có ngươi có thể giữ được bọn họ tánh mạng lý đường chủ chiêu thức ấy quân mổ tưởng không bội phục đều không được a à. quân gửi tuyết một đống nói ta không rõ chính là lý đường chủ vì cái gì muốn cái thứ hai điều kiện ta cười nhìn về phía quân gửi tuyết đạo ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có mấy cái lão bà quân gửi tuyết sửng sốt một chút mới nói nói ta còn là lẽ loi một mình a à. vậy đúng rồi Ta cười nhìn về phía quân gửi tuyết đạo, ngươi nghe nói cung đấu, trạch đấu đi. Nếu một người nam nhân lão bà nhiều, khẳng định là muốn đấu. Trên đời này, trừ bỏ trước nay không muốn gả cho ngươi, chỉ là ở bồi ngươi chơi nữ nhân ở ngoài. Không có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ một người nam nhân. Ái đến càng sâu, cũng liền càng muốn độc chiếm. Những cái đó trong tiểu thuyết, nói ta biết ngươi như vậy ưu tú nam nhân khẳng định sẽ không chỉ có một nữ nhân, thuần túy là mông ngốc tự nói, liền tính là lui về cổ đại, thê tử chủ động thu xếp cấp trượng phu nạp thiếp, kia cũng là vì không rơi dân cư thật, trong lòng vẫn là một vạn cái không tình nguyện. Ta nói này đó, ngươi đã hiểu đi. Chương 809, ngươi có an bình sao? Quân gửi tuyết suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu nói, ta còn là không rõ. Ta cười nói, này liền giống vậy một cái triều đình, hoàng thượng lớn nhất, phía dưới còn có các lộ thần tử. Hoàng thượng sẽ không ngăn cản thần tử nội đấu. Là vì cái gì? Bởi vì hoàng thượng muốn chính là thần tử chi gian không hợp, nhưng là đều chung với hoàng thượng nếu thần tử chi giang không đấu như vậy chính là bọn họ hợp nhau tới cùng hoàng thượng đấu đem hoàng thượng đổi thành một nhà chi chủ đem thần tử đổi thành hắn lớn lớn bé bé lão bà đạo lý cũng là giống nhau dựa theo manh một cách nói kia gia sản năm nâng hai cái tức phụ vào cửa nhưng là các nàng giữa chỉ có một người có thể sinh ra tham lang Người nói các nàng chi giang sẽ không đấu sao quân gửi tuyết bừng tỉnh nói ý của ngươi là năm đó mang đi đứa bé kia người không ở thuật sĩ giữa mà là ở kia gia bên trong đối ta gật đầu nói kia gia nên thú hai cái tức phụ bản thân nên là quỷ thần nếu không cũng sẽ không có khép lại đồng dao nữa câu sau một cái quỷ thần cấp kia gia sinh hài tử còn có một cái quỷ thần ở địa phương nào quân gửi tuyết khẽ gật đầu chi gian lâm chiếu lại hỏi ngươi làm nữ nhân kia đem giải tam bảo mang lại đây lại là chuyện gì xảy ra ta cười nói đạo lý này càng đơn giản năm đó thổ phỉ cải dư giải hòa tam bảo tất cả đều từng vào nhị lâm trấn cải dư không biết tung tích giải tam bảo lại đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy một người bình thường dựa vào cái gì tiến vào nhị lâm trấn, lại vì cái gì có thể bình yên vô sự rời đi quỷ thần nơi. Chuyển thế. Lâm Chiếu mở to hai mắt nhìn nói, ý của ngươi là, năm đó nào đó cùng nhị lâm trấn quan hệ mật thiết người chuyển thế đầu thai thành giải tam bảo. Khi công tử. Ta gật đầu nói, đây là duy nhất giải thích. Dựa theo thuật trên đường cách nói, kiếp trước nhân quả không đoạn, kiếp này tổng hội có một lần tương ngộ. Giải tam bảo nếu là kia công tử chuyển thế, hắn cùng quỷ thần tương ngộ chỗ tất nhiên là nhị lâm trấn. Lâm Chiếu thấp giọng nói, kia không phải nói, giải nguyệt linh hẳn là giải tam bảo kiếp trước thê tử. Này! Này quá nói dẫn đi! Lâm Chiếu trầm mặt chi gian, nhị lâm trấn trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng quỷ khóc. Quán trà cửa sổ liên tiếp mở rộng, ngoài cửa âm phong cùng quyển mà nhập. Ta cùng quân gửi tuyết đồng thời nhìn về phía ngoài cửa khi, nhị lâm trong trấn đã là cùng phong gào thét, nóc nhà mái ngói giống như là một đống toái giấy ở phong rống giữa đầy trời loạn vũ từng đạo oan hồn bị cuồng phong cuốn vào giữa không trung, lại bị trong gió vương quỷ trảo sinh sôi xé rách. Không trung ẩn ẩn phiên động mang huyết váy áo, ở quỷ hồn giữa tiếng kêu gào thê thảm thẳng đến nhị lâm trong trấn tâm giận cuốn mà đi. Ta ngửa đầu nhìn về phía không trung chi gian, quân gửi tuyết đã mở miệng nói, đây mới là ngươi chân chính mục đích đi. Ngươi biết kia tôn quỷ thần sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cố ý nói ra kia gia thê thiết nội đấu sự tình. Có lẽ, cái kia quỷ thần trong lòng sớm đã có đồng dạng nghi hoặc, chẳng qua, không ai cho nàng vạch trần mà thôi ngươi vạch trần năm đó bí mật, nàng ở phát cuồng dưới, tất nhiên muốn tìm kia người nhà liều mạng. Phát cuồng quỷ thần căn bản sẽ không đi để ý tới cái gì chân tướng, nàng muốn chính là phát tiết rất kia cổ trong ngực lệ khí. Giải Nguyệt Linh muốn bảo vệ giải tam bảo phải cùng nàng liều mạng. Nhị hổ tương tranh, ngươi mới có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta gật đầu nói, có thể nói như vậy, ta tưởng quân huynh đệ hẳn là không khó lý giải ta hành sự phương thức đi. Quân gửi tuyết cười như không cười nói, có thể lý giải, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn này cùng lý đường chủ luôn luôn thích đánh cuộc mệnh tính cách có chút bất đồng a à. ta ha ha cười nói đánh cuộc mệnh cũng phân rất nhiều loại ngoan cố chống cự chết trung cầu sống hiểm trung cầu thắng đều có thể xưng là đánh cuộc mệnh nhưng là trong đó vẫn là có chút khác biệt kỳ thật ta hiện tại cũng là ở đánh cuộc mệnh bị nhốt ở nhị lâm trấn thuật sĩ hẳn là đã sớm nghĩ tới loại kết quả này nhưng là bọn họ ai đều không đi nhắc nhở cái kia quỷ thần lại là vì cái gì ta trầm giọng nói là bởi vì bọn họ không dám đánh cuộc mệnh bởi vì bọn họ ai cũng không có nắm chắc chính mình suy đoán nắm chắc đánh cuộc thắng khả năng sẽ trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thu cuộc chẳng khác nào là đắc tội hai cái quỷ hồn tưởng xin tha đều không kịp cho nên bọn họ thà rằng bị nhốt ở chỗ này kéo dài hơi tàn cũng không muốn đánh bạc một hồi ta đang ở nói chuyện chi gian lại nghe thấy có người lạnh giọng nói lý phách ngươi hảo tàn nhẫn giải nguyệt linh ngươi rốt cuộc chịu ra tới ta xoay người gian nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở cửa giải nguyệt linh khi ánh mắt lại là hơi hơi một ngưng. Ta trước mặt cái này giải nguyệt linh, cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng không có cái gì phân biệt, ngay cả quần áo đều giống nhau như đúc. Đúng là bởi vì không có phân biệt, mới làm ta cảm thấy kỳ quái. Giải Nguyệt Linh không phải hẳn là ăn mặc một thân áo cưới sao? Giải Nguyệt Linh lạnh lùng nói, ta không cho các ngươi lại đây, các ngươi vẫn là tới. Ta tưởng đuổi đi các ngươi đi, các ngươi càng không chịu đi. Ta và các ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì nhất định phải quấy rầy ta an tĩnh. Ta nhàn nhạt nói, "Giải Nguyệt Linh, ngươi thật sự có an bình sao?" Giải Nguyệt Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời ta vấn đề. Ta lại tiếp tục nói, "Nếu ngươi có an bình đáng nói, chúng ta sẽ không đến Nhị Lâm trấn. Chân chính quấy rầy ngươi an bình người, không phải chúng ta, mà là số mệnh." Chương 810, đã ở chỗ này. Ta cùng Giải Nguyệt Linh nói kia nói mấy câu, nghe đi lên rất có đạo lý, thậm chí còn có vài phần cao thâm khó đoán hương vị, nhưng là cẩn thận ngẫm lại chẳng khác nào là cái gì cũng chưa nói chiêu này vẫn là lão lưu dạy ta. Cụ thể gọi là gì, ta cấp đã quên, tóm lại chính là đem quyền chủ động giao cho đối phương, làm chính hắn suy nghĩ. Giải Nguyệt Linh quả nhiên trầm mặt đi xuống. Bên ngoài quỷ thần rú lên lồng lộn thanh âm lại vang vọng toàn bộ nhị lâm trấn, các ngươi đều lăn ra đây cho ta, các ngươi đem ta hài tử lộng tới chỗ nào vậy? Nhị lâm trấn kiến trúc ở quỷ thần gào rít giận dữ dưới, liên tục sụp đổ, toàn bộ thế giới ngầm đều trên mặt đất động sơn diêu. Ta nhàn nhạt nhìn về phía giải nguyệt linh, ngươi chống đỡ được cái kia quỷ thần sao? Giải Nguyệt Linh gắt cao nắm song quyền, ngươi có thể bảo đảm đem. Đem ta ba ba mang đi ra ngoài sao? Làm hết sức. Ta có thể nói chỉ có làm hết sức. Nữ nhân kia tuy rằng là thảo đầu thần, nhưng là này nhị lâm trấn chính là nàng địa bàn, cùng nàng đối kháng chẳng khác nào là ở đối kháng này một phương thiên địa, chúng ta chưa chắc có phần thắng. Giải Nguyệt Linh còn muốn nói lời nói, quỷ thần gào rít giận dữ đã phóng lên cao, quán trà nóc nhà bị âm phong xốc phi giữa không trung chi gian, ta cũng từ trên người rút ra linh phù ném hướng Giải Nguyệt Linh thành phiến lá bùa vô thanh vô tức dán ở đối phương trên người lúc sau, ta nhàn nhạt nói, ta chỉ có thể tạm thời che giấu hơi thở của ngươi. Con quỷ kia thần thực mau là có thể phát hiện ngươi. Giải Nguyệt Linh cắn răng nói, các ngươi cùng ta tới. Giải Nguyệt Linh mang theo ta lao ra quán trà lúc sau, thẳng đến chúng ta ngay từ đầu đi qua trấn đông bên kia đất khô cằn vọt qua đi, nơi đó hẳn là chính là năm đó rừng hoa đào. Giải Nguyệt Linh vọt tới rừng hoa đào một góc, liều mạng chụp phủi mặt đất, đào hoa, đào hoa, ngươi mau ra đây. Giả Mai điên rồi, ngươi nhanh lên cứu người a giải nguyệt linh vô luận như thế nào kêu trừng hoa đào đều không có bất luận cái gì phản ứng giải nguyệt linh rơi vào đường cùng lạnh lùng nói đào hoa ngươi đừng quên năm đó đáp ứng quá ta cái gì cuối cùng một lần ngầm rốt cuộc truyền đến một cái thanh lãnh giọng nữ ngay sau đó trên mặt đất đất khô càng sôi nổi cuốn hướng bốn phía lộ ra đi thông ngầm cầu thang mau đi xuống giải nguyệt linh cái thứ nhất nhảy xuống ta chỉ là hơi một do dự quỷ thần kêu khóc thanh liền từ nơi xa gào thét mà đến bị âm phong cuốn lên nói đoạn lương ở không trung dây dưa một chỗ, chợt xem dưới tựa như một cái giác trảo giữ tận thổ long rít gào mà đến, đó là quỷ thần chi lực thúc đẩy cả tòa nhị lâm trấn áp hướng về phía rừng hoa đào. Ta cùng Diệp Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đi theo giải Nguyệt Linh đi xuống thông đạo. Chúng ta vài người vừa mới rơi xuống đất, đỉnh đầu bùng đất liền tự động phong bế nhập khẩu, hơn nữa mỗi đi phía trước đi lên một bước, lấp lại bùng đất liền sẽ đem chúng ta sở trải qua không gian lau sạch một phân. Này liền tương đương nói, chỉ cần kia tôn dấu ở ngầm quỷ thần nguyện ý, tùy thời đều có thể đem chúng ta chôn sống duy nhất đáng được ăn mừng chính là đào hoa không khởi sát ý mà thôi ta vừa đi vừa hướng dịp dương truyền âm nói ta nếu là không có đoán sai đào hoa hẳn là chính là cái kia ăn mặc áo cưới nữ quỷ trong chốc lát các ngươi trước tìm giải tam bảo vô luận như thế nào đến đem hắn cấp khống chế lên từ chúng ta tới rồi nhị lâm trấn bên ngoài bắt đầu ta liền vẫn luôn cảm thấy có quỷ thần ở để giải tam bảo vì trung tâm ở đánh giá cái gì giải nguyệt linh không nghĩ làm giải tam bảo lại hồi nhị lâm trấn áo cưới nữ quỷ lại tưởng đem giải tam bảo lại lộng trở về. Đến nỗi cái kia mặc đồ trắng váy quỷ thần, giống như vẫn luôn không biết giải tam bảo đã đã trở lại. Chúng ta có không thoát vây mà ra, giải tam bảo mới là mấu chốt. Chúng ta nói chuyện chi gian, giải nguyệt linh đã lãnh chúng ta chạy tới một tòa tiểu viện cửa. Ta ánh mắt đầu tiên thấy chính là ngồi ở trong viện một khối thi thể, đối phương trên người ăn mặc một thân áo da, trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu mũ lông chó, eo mang theo thương. Này rõ ràng là thổ phỉ trang điểm. Người này là cải dưa chờ ta lại hướng trong phòng nhìn lên, trong phòng còn ngồi mặt khác một khối thư sinh trang điểm thi thể, người nọ nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi, mặt trường bào áo khoác ngoài, đặt ở đời thanh có thể nói là nhẹ nhàng công tử, người này nên không phải là kia công tử đi. đi tới cửa giải nguyệt linh hít sâu một hơi, các ngươi cùng ta vào đi. ta từ giải nguyệt linh sau lưng hướng trong phòng nhìn lên, nhìn đến lại là một muộn bày biện ở hồng sát phía dưới sơn đen quan tài. chúng ta không đợi vào cửa, con nắp quan tài liền tự động dịch hướng một bên, vịch một tiếng rơi xuống đất bị quan tài cái nắp bắn khởi bụi đất còn không có tiêu tán một khối ăn mặc đỏ thẫm áo cưới đỉnh đầu khăn quan nữ thi liền từ trong quan tài ngồi dậy đào hoa cũng là lúc trước ở khách sạn mang đi hiểu biết tam bảo cái kia áo cưới nữ quỷ đây cũng là một tôn thảo đầu thần nàng đi mang đi giải tam bảo thời điểm lâm chiếu một chút nho nhỏ thủ đoạn liền thiếu chút nữa đem đối phương lưu tại khách sạn hiện tại nàng có thể không sợ bên ngoài kia tôn quỷ thần này chỉ có thể chứng minh nàng chỉ có ở chính mình địa bàn thượng mới là vương giải nguyệt linh một bước vọt vào trong phòng đào hoa giả mai nàng điên rồi nàng muốn tìm công tử đào hoa không đợi giải nguyệt linh đem nói cho hết lời liền ngắt lời nói ngươi yên tâm nàng tìm không thấy công tử ngươi năm đó nói qua chỉ cần ta có thể cứu công tử ngươi liền lại không cùng hắn gặp nhau hiện tại ngươi đi đi giải nguyệt linh vội la lên ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng nhưng là ta tiến lên một bước ngắt lời nói giải nguyệt linh ngươi còn không rõ giải tam bảo kỳ thật đã ở chỗ này